Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2021. Mình tiếp tục phim online. Và hôm nay đó, sau khi mình đi qua hết 52 tâm sở rồi, mình sẽ tiếp tục với là cái phần kết hợp của các tâm sở. Combination of mental states. Bây giờ mình sẽ share PowerPoint. Cho hỏi mọi người đã thấy được không phải chưa? Dạ rồi. Này, như vậy cái phần này là mình sẽ qua cái phần kết hợp này ha. Different combination of mental states. Te sang chitta viyutta năng. Yatha yoga mito parang cittupade supaccekang sampayogo pavuccati sakka sappatta yucchanti yatha yogang pakinaka chuddasa kusale ve va so fa ne sve va so bhana. Đó là cái bài kệ nói về cái kết hợp tâm sở. Bây giờ mình sẽ đi từng từ phần, từng từ âm từ một ha. Đầu tiên có từ tê xăng. Câu là tê xăng chita viyutta năng. Thì trong có cái chữ tê xăng. Tê xăng là this. This là này á. Hoặc là they. Tê sang là this, là they, là chúng. Chitta viyutta năng. Ở đây mình có hai từ, là từ chitta và chữ viyutta. Chitta là tâm. Và viyutta là không rời khỏi. Như vậy chitta viyutta năng là không có rời khỏi tâm. Yatha yogang. Mình có chữ yatha cộng với chữ yoga. Yatha là tùy theo và yoga là sự kết hợp. Cho nên là yatha yoga là tùy theo sự kết hợp. Chữ upa đây chia với cách su, tức là chia nó là ở trong định sở cách, thành ra là chữ chitta là tấm upa đa sinh khởi và su là cách bảy là trong. Như vậy đây là trong sự sinh khởi của tâm. Phát chê căng là mỗi một anh em vị Sampayoga thì hôm trước mình cũng có học là Sampayoga. Sampayoga là tương ứng. Tương ứng tức là nó kết hợp với nhau được á. Ở đây người ta dịch tiếng Anh là be linked accordingly, là được được kết nối một cách tương ứng. Cái này là tương ứng. Và Pavuchati là được nói đến. Vuchati cũng được nói đến, mà Pavuchati cũng là được nói đến. Đằng sau nữa của giải thích qua luôn rồi mình đọc lại một lần. Tiếp theo mình có từ là satta. Satta là 7, 7 là số đếm. Sabbatha. Sabbatha là tất cả nơi, tất cả mọi nơi. Sabba ha, sabba cộng tha đó, sabbatha là tất cả mọi nơi. Thì tất cả mọi nơi hay tất cả chỗ. Ở đây chỉ cho là every time of consciousness là tất cả các loài tâm. Yut Zanti
Dưới chân tí đó là đồng từ chứ. Đúng cái là dưới chân tí là đồng từ. Dưới chân tí là đồng từ có nghĩa là combine. Chứ không phải là combination. Trong khi tiếng Anh có thể người ta dịch ra là thành danh từ, nhưng mà chữ dưới chân tí đó thì thường thì nó là đồng từ. Để phải sửa lên đây chữ khác. Dưới chân tí là combine. Và ở đây là mình kết hợp. Pakinaka là hôm trước mình có học rồi, đó là biệt cảnh tâm sự, tiếng Anh dịch là particulars, tức là nó đặc biệt. Khi có không phải là nó đồng đều mà nó chỉ có một số tâm đặc biệt mà mình có thôi thì gọi là biệt cảnh tâm sự. Chudasa gọi Chudasa là 14, 14. Akusalesu, mình có Akusala là bất thiện và Esu là trong các, cho nên là Akusalesu là trong những tâm bất thiện. Thì ở đây người ta dịch thống dịch thì in mà người dịch with the immorals, bởi vì là trong tiếng Anh là tâm sự là đi cùng với tâm, là chẳng phải đi trong tâm, nhưng mà tiếng Việt mình thấy là trong những tâm bất thiện, còn đây là đi cùng, cho nên là dịch with immorals. Immoral là bất thiện ha. Sobhanesu, mình gọi sobhana là tình quan tâm hay là tâm tình hảo đó. Bây giờ số nhiều là trong những tình quan tâm. Đây là mình theo bản dịch của Hòa thượng Minh Châu đó, cho nên mình dùng chữ tình quan. Còn Hòa thượng Tịnh Sự thì dùng chữ tình hảo cho chữ sobhana. Cho nên sobhanesu là trong những tình quan tâm, mà tiếng Anh thì người ta dịch là with the beautiful. Chữ beautiful ở đây đó, nó tính từ, nó trở thành danh từ, nó chỉ cho cả cái tâm đẹp, tức là tâm tình hảo. Thì từ chữ tuy ra từ chữ sobhana này, the beautiful là cả cái tình quan tâm sở. Rồi vậy đó là những cái từ mới xuất hiện. Bây giờ mọi người mình đọc lại những từ này cho quen ha. Tê xăng. These. Chitta viyutta năng. Yatha yogang. Combination of. Ito parang hereafter chitupadesu pachekang every sampayogo be linked accordingly pavuchati. Ở đây thì có một số từ thì được có cái tiếng từ tiếng Anh mà có chỗ thì không có tiếng Anh. Nên quý vị thông cảm ha, thật sự cái này sư cô cũng chưa có cái thi giờ quay lại, sư cô nhờ nhờ cô nguyên tâm soạn giùm đó vì quá bận đây. Rồi mà khi đó mấy bữa trời bị bữa trưa mà mình cứ đi công việc thành ra chưa có thời giờ quay lại bài này. Cho nên mới thấy là tiếng Pali mà có chỗ thì từ vựng mà có chỗ thì có tiếng Anh, có chỗ không có thì thôi lạc rồi mình vô trong bài học thì thế nào nó cũng có ha. Mấy bạn soạn bài đó lúc cũng là chỗ có chỗ không nên cái chữ nào mà dài thì mấy bạn không có bỏ vô, mấy bạn chỉ bỏ chữ ngắn thôi. Satta, bây giờ mình đọc tiếp ha. Satta seven sabbata every type of consciousness yudhanti combine pakinaka particulars chudesa 14 akusalesu with the immorals sobhanesu with the beautiful sobhana the beautiful. Rồi bây giờ mình có đoạn dịch của đoạn trên ha. Ở đây mình có là te sang chitta viyutta năng yatha yoga mito parang chitta chitta pade supa che kang sampayogo papuchati.
Thì hai cái đoạn kệ trên này gồm có bốn câu á, thì sẽ dịch dịch nối lại với nhau thành một câu trong tiếng Anh thôi. Người ta sẽ dịch ở đây là the combination of each of these thought actions in different times of consciousness will hereafter be dealt with accordingly. Ở đây người ta lại dùng chữ thought agents. Thật ra cái chữ mà thought agents là gì? Action là phần phụ thuộc đó, phần phụ thuộc của tâm cũng là tâm sở đó. Nhưng mà vì họ dùng cái chữ là cái tâm mà phụ thuộc vào tâm đó, hồi nãy cái từ mà đó là chữ chitta vijitana năng đó, phối hợp với tâm đó. Tê xăng là đó, là these thought actions. Cho nên quý vị thấy không, vậy này cũng là tâm sở này, sự phối hợp của các tâm sở này, combination of these thought actions. Nhưng mà thường mình hay dùng là chữ mental factors quen rồi, tự nhiên tới đây dùng chữ thought actions. Nhưng mà bởi vì chắc có lẽ là bởi vì thầy trên này người ta không có dùng chetasika mà chỉ dùng chữ chitta vijitana năng, cho nên vì vậy cho nên phải dùng cái chữ dưới này. Nhưng mà mình thấy là trong cái bản tiếng Việt các vẫn dịch là tâm sở, bởi vì đang nói tới tâm sở ha, mà mình dùng cái từ khác đi thì nhiều khi người đọc không có hiểu, cho nên ở đây mình vẫn dịch chữ tâm sở thôi ha. Cái chữ là yatha yoga mito parang. Cái chữ yatha yoga là chữ combination ha, ito parang là hereafter, rồi chittu padesu pachekang là in different times of consciousness. Và gì nữa, sampayogo pavuchati, sampayogo là accordingly và pavuchati là be dealt with ha, được đề cập đến. Cho nên mình sẽ dịch rằng là sự kết hợp của mỗi một trong các tâm sở này, của mỗi một tâm sở này, sự kết hợp của mỗi một tâm sở này trong các loài tâm khác nhau sẽ được đề cập đến tương ứng, sẽ cập đến sau đây, hereafter là sau đây hoặc là từ đây về sau. Seven are linked with every type of consciousness. Bảy, bảy ở đây tức là bảy tâm sở. Bảy tâm sở thì nó liên kết với tất cả các loài tâm. Đó là bảy tâm sở gì? Mình gọi là tâm sở biến hành. The six particulars are linked accordingly. Sáu cái tập biệt cảnh tâm sở đó thì nó được kết nối tùy trường hợp. Accordingly là tùy trường hợp. The 14 are linked only with the immorals. 14 tâm sở đó là nó chỉ liên hợp hoặc là liên kết trong hoặc là với các loài tâm bất thiện, tức là 14 tâm sở bất thiện đó. The 19 beautiful only with the beautiful. 19 tâm sở tình hảo hoặc là tâm ở đây dịch là tâm sở đẹp nè. 19 tâm sở tình hảo thì chỉ kết hợp với tâm tình hảo. 19 này là gọi là 19 tâm sở tình hảo biến hành đó. Hôm trước mình có nói là 7 cái tâm sở biến hành đầu tiên cộng mà 6 cặp là 12 là 9 ha. 7 cái là gì? Tín là 1, niệm là 2, tam là 3, quỷ là 4, vô tham là 5, vô sân là 6 và trung tịnh là 7. Cầm thêm mấy cái 6 cái cặp hôm trước mình có học đó là gì, là tình tình khinh thân khinh tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm, thuần tâm chánh thân chánh tâm, trực tâm ha. Thì như vậy 6 cái cặp đó là 12 cộng 7 là 19, thì đó gọi là 19 tâm sở tình hảo biến hành. Nó xuất hiện trong tất cả các tâm tình hảo và chỉ xuất hiện trong tâm tình hảo mà thôi. Rồi đó còn phần hai nữa. Rồi ra xong ha. Xong xong cái phần dịch này, bây giờ đi vào đoạn tiếp theo là câu tiếp theo. Các thằng sabba citta satarana ava satta cetasika sabbe supi ekuna navuti cittapadesu la bhanti. Đầu tiên là chữ các thằng là như thế nào,
In what way hoặc là how. Sabba chitta satarana, đó là không được mình nói rồi đó, nó là biến hành, nhất thiết biến hành đó. Sabba là tất cả, chitta là tâm, và satarana là nó đi chung, nó vừa là biến hành, cho nên là biến hành trong tất cả tâm. Tiếng Anh là common to every consciousness, là chung cho tất cả các loài tâm. Tava là cho đến nay, in the first place, hoặc có nghĩa là trước hết nữa, trước hết, in the first place. Ekuna, navuti, đầu tiên mình có cái chữ navuti là 90, rồi eka là 1, una là trừ, 90 mà trừ 1 là còn 89. Con số của cổ tiếng Pali nó rất là buồn cười. Mình thấy nói 89 như tiếng Anh 89, tiếng Việt mình 80 cộng 9 tầm 9, đây không có, đây là 90 trừ 1. Ekuna vuti, ekuna vuti là 89, 89. Tiếp tục và đề sự, hồi nãy có rồi, in all the times of consciousness là trong những tâm khởi lên, và la bhanti là được hoặc là được tìm thấy, are found. Bây giờ mình đọc lại những từ này. Các thằng in what way? Sabba chitta satarana, common to every consciousness. Tava in the first place. Ekuna navuti 89. Chittapadesu, in all the times of consciousness. Labhanti, ở đây dư một chữ đi rồi. Labhanti là một chữ bé đó. Labhanti ha, là được tìm thấy. Đây, giờ mình qua phần dịch ha. Satita avasata cetasika sabbe supi ekuna navuti cittapadesu labhanti. Vì sao mà tôi chắc ở trong sách nó sai, cho cả cô chép là nên nó là hai chữ đâu, một chữ đi, một chữ đi thôi. Apatang là in what way, ava là in the first place, the seven mental states là satta cetasika là the seven mental states, sabbacitta satarana là common to every consciousness, labhanti are found, ekuna navuti cittapadesu in on the 89 times of consciousness. In what way? Bằng cách nào? In the first place là trước tiên. The seven mental states là bảy tâm sở. Common to every consciousness mà nó phổ biến, nó được tìm thấy phổ biến cho tất cả các tâm, hay mình còn gọi là bảy biến hành tâm sở. Are found, được tìm thấy. In all the 89 times of consciousness là trong tất cả 89 loài tâm. Như vậy đầu tiên là nói tới nhóm biến hành tâm sở ha, có cả thảy là 89 loại tâm, mà theo cái cách nói ngắn gọn tức là bốn đào bốn quả là 8 tâm siêu thể thôi, thì mình có 89 tâm. Còn nếu như 8 tâm siêu thể đó mà nhân với 5 tầng thiền nó ra 40, thì khi đó nó sẽ ra là 121 tâm. Còn đây mình nói bằng cách thì nó chỉ có là 89 loại tâm. Thì trong 89 loại tâm này ấy, thì tâm nào, trong tâm nào cũng có 7 cái bất biến hành tâm sở này cả. Pakinakesupana vitakota va dvipancha vinyana vachita kama vachara chittesu ceva ekadasasu pathamachana chittesu chati pancha pannasa chittesu upacchati. Ở đây thì bắt đầu nói qua tới là biệt cảnh tâm sở đó.
À, thì ở đây mình có chữ pakinak kesu là trong những biệt cảnh tâm sở, tiếng Anh là among the particular mental states. À, particular mental state tức là biệt cảnh tâm sở ha, among the trong hay là among the particular mental states. Vitako là tầm ha, vitak ở đây là chia theo chủ cách rồi. Thì tầm tiếng Anh dịch là initial application. Initial là ban đầu, application là sự hưởng, sự áp dụng tâm. À, tức là cái sự hưởng tâm ban đầu khi mà mình hưởng về một cái đối tượng đấy thì cái đó gọi là tâm. Tava hồi nãy có rồi, in the first place là trước hết. Duy pancha vijnana hôm trước mình có học rồi. À, duy là hai, pancha là năm, vijnana là thức. À, hai năm thì gọi là hai là song, à, năm là ngủ cho nên gọi là ngủ song thức, tức là năm cặp, tức là cặp ha. Và năm cặp này là gì? Ngủ song 10 thức hay là ngủ song thức này đó, tức là bốn thức đâu là nhãn nhị tỷ thiệt thân. À, năm thức đó thì năm cái thức này đó nó có xuất hiện ở trong cái tấm vô nhân đó, là nó là tấm quả thiền vô nhân hoặc là tấm quả bất thiền vô nhân, cho nên là một cái thân thiền, một tấm quả thiền, một tấm quả bất thiền, cho nên gọi là sống thức ha, ngủ sống thức. Vajita là ngoài trừ, tiếng Anh dịch là excluding. Kama vacharachitesu thì cái tiếng Pali và có tiếng Việt mình thấy là rất là đơn giản này. Kama là dục, avachara là giới, và chitesu là trong các tâm, nên là trong các tâm dục giới hay là trong các dục giới tâm. Tiếng Anh là in all times of karma vachara consciousness. Trong tiếng Anh là để nguyên tiếng Pali luôn ha, không có dịch cái từ này ra. À, thật ra thì từ này nếu như dịch là mình sẽ dịch là sense sphere. À, sense là dục đó, sense sphere là dục giới. À, ở đây thì để nguyên tiếng Pali cho nên mình đọc là in all times of karma vachara consciousness, à, trong các tâm dục giới. Ekada sasu. Mình có chữ Eka là một, Dasa là 10. À, Ekadasa là như vậy là 11. Mà thêm chữ su này đó tức là cũng cách 7 là trong. Như vậy trong 11 là trong 11 tâm ha. In the 11 times of consciousness, trong 11 tâm. Pathamachana chitesu. Pathamachana cái này mình cũng có học rồi, là sơ thiền ha. Chitesu là trong các tâm. À, trong những đề nhất thiền tâm. Vì sao mà có đề nhất thiền tâm mà kêu những là số nhiều? Và bên mình có ba loài sơ thiền, à, gọi là tâm tâm gì, xin lỗi, mình có là đúng rồi, ba loài tâm gọi là tâm thiền, tâm quả và tâm di tác ha. Cho nên 3 nhân 5 là 15, mình có 15 tâm sắc giới đó, thì trong đó là mỗi cái tầng thiền như vậy nó có ba loài tâm, cho nên mình dùng là trong những đề nhất thiền tâm chứ không gọi là trong đề nhất thiền tâm. À, nó là số nhiều và vì có ba loài tâm thiền. À, một loài là tâm thiền tức là mình bắt đầu tu, mình thì mình có cái tâm đó gọi là tâm thiền. Rồi tâm quả là khi mình được sanh lên quả quả dục giới, xin lỗi, quả trời sắc giới, thì cái tâm mà sanh lên đó gọi là tâm quả. Và tâm di tác và tâm của những bậc thánh a la hán hoặc các vị Phật mà khi mà nhập vào cái sơ nhất thiền, à, thì gọi là di tác đệ nhất thiền. Rồi tiếp theo là pancha panasa chitesu. Pancha là năm, panasa là 50, chitesu là trong các tâm. À, như vậy là panchapanasa là 55, à, trong 55 tâm. In the 50 times of, xin lỗi, 55 times of consciousness, à, trong 55 tâm. Upasati là khởi lên, tiếng Anh là arise. Rồi, mình đọc lại mấy từ này ha. Pakinakesu. Among the particular mental states. Vitako, initial application. Tava, in the first place. Dipancha vinyana. Để chữ vinyana này nó cũng bị sai hả? Hãy sửa lại để cái mai một mình nhớ ra mình sửa ra. Vinyana n này là chậm dưới ha, dipancha vinyana n chậm dưới chứ không phải là
N dấu ngã. Vibhancha vijnana là the choice fivefold sense consciousness. Twice. The twice, twice là hai, hai lần đó. Fivefold là năm. Ha? Sense consciousness là mình gọi là gì? À, các cái thức ha, thức có giác quan. Vajita excluding. À xin lỗi. Bây giờ mình đang sửa để bây giờ kêu quý vị ta đọc chứ. Bây giờ mình đọc lại từ đầu nha. Pakinakesu. Among the particular mental states. Vitakko. Initial application. Ava. In the first place. Dvipancha vijnana. The twice fivefold sense consciousness. Vajita excluding. Kamavachara chittesu. In all times of Kama Vachara consciousness. Ekadasasu. In the 11 times of consciousness. Pathamasana chitesu. In the first jhana consciousness. Để phải thêm chữ the nha. Bởi vì first là khi nào phải có chữ the. In the first jhana consciousness. Tiếp theo là pancha panasa chittesu. In the 55 times of consciousness. Upasati. Arise. À, đó là phần tư vấn. Bây giờ mình qua phần dịch nghĩa. À, này. Ở đây đó là... Xin lỗi. Pakinna kesupana là among the particular mental states, là trong số. À xin lỗi chứ có dịch ra, mình đọc qua cái đó. Initial application. Chỗ này là chắc là trong sách đó, là nó là một cái chủ thích. Số 41, mà mình ở đây mình có chữ thích thì mình phải bỏ xóa cái chữ số 40, 40, 41 này đi. Bỏ số 41 này đi cho tự nhiên vô đây nè. Initial application arises in 55 times of consciousness, to wit, in all times of Kama Vachara consciousness, excluding the twice fivefold sense consciousness. 54 minus 5 equal to 44. Also in the 11 times of the first jhana consciousness, 44 plus 11 equal to 55. Đoạn này á. Đoạn này là dịch của cái đoạn trước, đoạn này này ha. À, nhưng mà đó dịch cũng hơi nó là cũng hơi phân ra một xíu. Đây vẫn also opacity. Arise to lên đầu. Opacity vitakotava dipancha vinyana. Vachita kama vachara chittesu.
Cheva ekadasasu patamasana chittesu jati pancha pannasa chittesu upachati. À, dịch rất là sạc rồi. Thì upachati là arise. Cho nên nó đầu tiên là nói về tâm trước. Trong sáu cái biệt cảnh tâm sở thì người ta phải phân tích ra mỗi cái tâm sở nó đi được với bao nhiêu tâm. À, cho nên đầu tiên á, là nói tới tâm ha. Bởi vì sáu biệt cảnh là mình có gì? Tâm, tứ. Tâm, tứ, tầng tử thẳng giải cần hỷ dục ha, tâm tử thẳng giải cần hỷ và dục, đó là sáu cái biệt cảnh tâm sở. Cho nên đầu tiên là mình đi từ tâm trước. Thì initial application là tâm ha. Rồi ở đây mình có chữ with tức là nghĩa là, và exclude là ngoài trừ. Mấy cái từ này thì cũng đã xuất hiện trước đó rồi, chỉ có chữ with này thôi. To with tức là nghĩa là ha. Among the particular mental states là trong số các biệt cảnh tâm sở. Initial application, tâm, arises, khởi lên, in 55 times of consciousness, trong 55 loài tâm. To wit, tức là, in all times of karma vachara consciousness, trong tất cả các loài tâm dục giới, excluding the choice fivefold sense consciousness, ngoài trừ ngủ sống thức, mà ngủ sống thức tức là 10 tâm, thì 54 tâm dục giới, mà chỉ trừ ngủ sống thức là nó không có tâm thôi, thì như vậy là nó chỉ trừ 54 trừ 10 thì còn lại là 44 tâm dục giới. Also in the 11 times of first jhana consciousness, và cũng xuất, nó cũng khởi lên trong 11 loài tâm sơ thiền, tâm sắc giới á. À, và tâm vô sắc á, quý vị thấy là có cả thấy là mình có tâm sắc giới này, mình có tâm thiên sắc giới, có tâm thiên vô sắc, nhưng mà trong các cái loài tâm đó thì sao, nó không có, chỉ có tâm sơ thiên mà có tâm thôi, còn nhị thiên là đã bỏ bớt tâm, chỉ còn tử ha, có tam thiên bỏ bớt tử, quý vị nhớ không? Cho nên á, là chỉ có các tâm sơ thiên thì mới có tâm. Vì vậy là có cả thảy là bao nhiêu? 11 loài tâm sơ thiền. Từ đâu ra mà 11 này? Mình có đó là 3 tâm sơ thiền của sắc giới cộng với là 8 tâm sơ thiền của siêu thể. Đấy không? 3 cộng 8 11. 4 đào 4 quả. Ha, 4 đào 4 quả mà mình có là tâm sơ đào sơ thiền, nhị đào sơ thiền, tam đào sơ thiền, tử đào sơ thiền, rồi quả cũng vậy. Sơ quả sơ thiền, nhị quả sơ thiền, tam quả sơ thiền, tử quả sơ thiền. Cho nên là các tâm siêu thể ở đây á, là bắt đầu tỉnh theo kiểu một bản thân nữa. Cho nên trời có thể là 11 tâm sơ thiền. À, khi mình học, mình nghe 11 tâm sơ thiền thì các bạn phải biết ngay. À, 11 tâm sơ thiền như vậy á, là trong cảnh sắc, trong tâm sắc giới thì có 3 thể là có thêm tám tâm siêu thiền, tức là bốn đào bốn quả sơ thiền, cộng ra là 11. Vậy thì trên kia là có 44 tâm dục giới, hiện nay có 11 tâm, trong đó là có 3 tâm là tâm sắc giới và 8 tâm là tâm siêu thể. À, nên cộng lại là 55 tâm mà có tâm. À, trên kia đó là trong ngủ sống thức á, vì sao mà nó không có tâm? Ngủ sống thức tức là cái tâm này là cái tâm nó rất là mùi lược, nó chỉ có tâm ngủ sống thức là gì, mắt thấy sắc là ngay tại khi đó, là cái thấy này đó là cái thấy mới đầu tiên, là mà còn một cái xúc rồi bên nó tiếp xúc, nó đập vào con mắt vậy thôi, cái chưa có cái sự hưởng tâm lên trên đối tượng, thì cái tâm này nó còn mùi lược lắm, nó chỉ có mày. Biến hành tâm sở, sở hay bất cứ tâm sở nào khác, vì vậy là tâm nó không có ngủ sống. Tâm không cảm cái tâm mà tâm tham thi ca như là nhị thiên, tam thiên, tử thiên nữa. À, cho nên nó chỉ xuất hiện được cả lại là 55 tâm. Propana te su deva ekadasa su dutiya chana chitte su chati chasati chitte su chayati. Ở đây mình có cái từ là vichara, thì tử dịch tiếng Anh dịch là sustained application. Cha sati
Chắc là 6 và sắp thi là 60. 60 cộng 6 là ra 66. Jayati nó cũng có nghĩa là săn lên. Hồi nãy Upasati là săn lên, bây giờ Jayati nó cũng là săn lên. Thế nên ở bên Ấn Độ đó mà cái ngày Đức Phật mà đản sanh họ gọi là Buddha Chayati. À, Buddha Chayati. À, Unima là ngày rằm, nó có một cái tên như vậy mà trong đó có Buddha Chayati. Thì đây là mình có ba từ mới ha, mời đọc lại ha. Vichara, sustained application, Chasakti, Sistisis, Zayati, Arise. Rồi, ở đây mình thấy này ha. Vicharopana, Vicharo là sustained application. Sajati là arises. Sati chitesu là insistences times of consciousness. Sati là to wit, đó là in those 55. đâu? And in the 11 times. 11 thì có này. Ekadasasu là 11 ha. Ekadasasu. Dutiyachana chitesu. Dutiyachana là second jhana, là nhị thiền. Chitesu là trong cả cái tâm nhị thiền. Như vậy là ở đây nó thiếu. Cái đoạn này đó nó thiếu 55. À, như vậy là chữ tesu đây. Cái chữ tesu. Vicharopana tesu. Chê vã. Chữ tê su này đó, tấm tiếng Pali chỉ dùng chữ tê su là trong các cái tấm đó. Thì qua tiếng Anh đó, người ta không sợ mình không hiểu cái tấm đó là thể chữ those số thì nó không đủ, cho nên người ta phải thêm chữ those 55. Thì thật ra trong tiếng Pali nó không có cái chữ 55 ở đây ha. Nó chỉ có Ekadasasu thôi. Dutiyachana chitesu. Cho nên mà đọc lại cái đoạn này. Sustained applications arises in 66 times of consciousness to it in those 55 and in the 11 times of second jhana consciousness. 55 plus 11 equal to 66. À, mình dịch ra là tử khởi lên trong 66 loài tâm. Đó là trong 55 tâm kia, tức là 55 tâm mà có tâm đó. À, 55 tâm hồi này là có tâm, mình cộng lại đó là 10 tâm của ngũ sống thức đó. À, rồi cộng thêm với là à, không phải trừ 10 ngũ sống thức là còn lại 44 đó, cộng với 11 là 55 ha. Thì bây giờ đó là tê su này là trong trong 51 trong nó tất cả 55 tâm mà hồi này tâm mình nó xuất hiện thì từ tử nó cũng xuất hiện luôn luôn. Nhưng mà bây giờ tử nó nhiều hơn. Là tử là nó không những xuất hiện trong sơ thiền mà tử nó cũng còn xuất hiện ở trong nhị thiền nữa. Bởi vì nhị thiền là mới bỏ tâm thôi mà vẫn còn tử. Vì vậy nó có thêm 11 tâm nhị thiền. Tức là 3 tâm của sắc giới là tâm thiền, tâm quả, tâm duy tạc. Cộng thêm là 8 tâm siêu thể nhị thiền. Cho nên là 11 thì 55 cộng 11 ra 66. Vậy thì tử nó xuất hiện trong 66 tâm. Rồi ha, tức là 55 tâm là đồng với là tâm và cộng thêm 11 tâm nhị thiên nữa nên là ra 66. Achi mokko di pancha vinyana vichikicca vacita chitesu. Ở đây mình có từ achi mokko là thẳng giải đó. Achi là thẳng, mokka là giải, giải thoát. Achi mokka thì dịch ra cộng lại là thẳng giải. Thì thẳng giải là gì? Quyết. Thẳng giải tức là rõ ràng. Chữ giải là hiểu rõ đó. À, cho nên là hiểu một cách quá rõ ràng minh bạch, tức là dịch là chữ decision. À, ở tiếng Anh người ta chỉ dịch là chữ decision thôi, là quyết định đó. Không có phân vấn nữa. Và dipancha vinyana vichikicca vacita. Chữ vacita là ngoài trừ. Ngoài trừ là dipancha vinyana là ngủ sống thức. Cộng thêm với vichikicca là tâm nghi, tâm hoài nghi. À, thì cái cục này mình dịch là twice đi pancha vinyana là twice fivefold
sense consciousness, còn vichikicca là doubt và vachita là excluding. Vì sao mà trong mà từ ngủ sống thức rồi mà bây giờ còn cộng thêm trừ thêm cái tâm nghi nữa? Tâm nghi là cái tâm mà không quyết định, phân vân. Nghi là phân vân, mơ hồ, không quyết định, mà trong khi thắng giải là quyết định, decision đó. Cho nên trong tâm tạo tâm, tâm nghi thì không thể nào có thắng giải, vì thắng giải thì không không còn còn nghi nữa. À, vì vậy cho nên là trừ ra 11 tâm, đang ngủ sống thức là 10, cộng thêm nghi tâm nữa là 11. À, ở đây thì như vậy mình thấy đoạn dịch đó là Atimokkha là decision. À, arises in là nó khởi lên trong. On times of consciousness, tất cả các loài tâm. Excluding là vachita, excluding là loài trừ. The twice fivefold sense consciousness là ngủ sống thức. And consciousness accompanied by doubt. Ở đây thì sao chỉ consciousness này không thể có dấu phẩy được, mất bỏ dấu phẩy đi ha. And consciousness accompanied by doubt, và cái tâm mà nó đi cùng với nghi, mình gọi là tâm si hợp hoài nghi. Vậy thì thẳng giải xuất hiện trong tất cả các tâm, mà nó cũng trừ chắc chắn là khi nào trừ ngủ sống thức rồi đó. Bởi vì mình nhắc đi nhắc lại, ngủ sống thức là chỉ có 7 cái biến hành tâm sở thôi. Cho nên chắc chắn là nó không có việc cảnh tâm sở. Là trừ 10 của ngủ sống thức rồi, cộng thêm với tâm si hợp hoài nghi nữa, và trừ 11. Tổng cộng 89 tâm mà trừ 11 tâm thì là còn 78 tâm. Thì trong cái bảng tiếng Pali người ta không còn, ở đây người ta không còn nói số ha. Người ta chỉ nói là Atimokkha là thẳng giải. Đi pancha vinyana vichikicca vachita chittesu. À, như vậy là thẳng giải nó xuất hiện trong các tâm. À, trong tất cả các tâm ngoài trừ ngụ sống thức và tâm hoài nghi. Rõ rồi ha. Tiếp theo là tới là tính tận hay là cần ha. Tâm tử thẳng giải cần hỷ dục. Bây giờ qua cần này ha. Viriyam pancha dwara vasana di pancha vinyana sampatichana santirana vachita chittesu. Cái chữ vinyana này là thiếu dấu a. Pancha vinyana sampatichana 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 ayai sampatichana santirana vachita chittesu pancha dwara vachana. Và đây mình có từ mới này ha. Viriyam, đi ra thì chữ viriya là tính tấn, tiếng Anh dịch là effort. Pancha dwara vasana là mình dịch là, hay dịch là ngủ môn hưởng tâm đó. Trong đó chữ pancha là ngủ là năm này, dwara là cửa là môn, và avasana là hướng về, là ngủ môn hưởng tâm. Ở đây mình không có, ở đây thì không thể có chữ excluding được. Pancha dwara vasana là mình chỉ là send đó thôi, không có chữ excluding. Vachita mà excluding. À, như vậy pancha dwara vasana là the sense door directing consciousness. Trong đó thì mình thấy là chữ sense door là gì, mình dịch là môn ha, ngủ môn là căn môn. Directing là hướng đến, và consciousness tâm là ngụ môn hướng tâm. The sense door directing consciousness. Sampatichana là receiving consciousness, là tiếp thọ tâm. Santirana investigating consciousness là suy đạt tâm. Vasita excluding là ngoài trừ. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Viriyam effort, pancha dwara vasana, the sense door directing consciousness, sampatichana, receiving consciousness,
Santirana. Investigating consciousness. Vajita. Excluding. Bây giờ mình trở lại mình dịch ha. Viriyam là effort ha. Effort arises in all times of consciousness, excluding the sense door directing consciousness, twice fivefold sense consciousness, receiving consciousness, and investigating consciousness. Quý vị sẽ thấy rằng tất cả cái tâm sở này nó tăng lần lần lên. Hồi nãy là tâm nó chỉ được 55 tâm, tử thì nó được là 66 tâm. Rồi qua tới thẳng dài, hồi nãy thẳng dài là con số bao nhiêu? 89 trừ 11 là 67 tâm phải không? Bên đây 78 tâm ha. Bây giờ qua đến là tinh tấn còn bao nhiêu? 73 tâm. Thì á, trong cái phần tinh tấn á, là mình bớt cái gì này? Ở đây ha, tinh tấn khởi lên trong tất cả các tâm ngoài trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ sóng thức, tiếp thọ tâm và suy đạt tâm. Nhưng cái tâm này á, nó làm việc á, bình thường, nó gần như là máy móc. Cho nên nó không cần phải có cái tinh tấn. Tiếp thọ lớp tâm mà đưa vô thì tiếp thọ thôi. Tâm đưa vô thì suy xét thôi, cho nên là chưa có cái sự tinh tấn nỗ lực gì cả ha. Cho nên là nó ngoài trừ, loài trừ mấy cái tâm này. Nhắc lại ha, tinh tấn xuất hiện trong tất cả các loài tâm, hoặc là khởi lên trong tất cả các loài tâm, ngoài trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và suy đạt tâm. Như vậy là 89 trừ với 16. 16 đâu ra? Là 10 ngũ song thức nè, cộng thêm về ngũ môn hướng tâm là 11 nè, cộng về tiếp thọ tâm là 12, mà cộng với là hai, mình có hai cái tâm suy đạt, một tâm thọ hỷ và một tâm thọ xả, đúng không? Có ba, đúng rồi, tâm tiếp thâu một cái thọ hỷ, một cái thọ xả đó, tâm tiếp thâu, cho nên là tâm tiếp thâu là nó có tới cả thể là 16 ha. 89 trừ 16 còn là 13. Xong cần rồi đó. Bây giờ tính hỷ hi thi đô ma na su pe, xin lỗi, đô ma na su pe ka sa ha ga ta ka ya vi nya na cha tu ta sa na vachita chitesu. Ở đây mình có cái từ là piti là hỷ, tiếng Anh dịch là joy. Domanasa là ưu, tiếng Anh dịch là displeasure. Sagata, câu hữu, accompanied by. Và chatutasana, the fourth sana là đệ tử thiền. Mình đọc lại mấy từ này ha. Piti, joy, domanasa, displeasure, sahagata, accompanied by, chatutthasana, the fourth sana, rồi bây giờ mình thấy này, chỉ piti cho ta chỉ joy là hỷ ha. Domanasa là ưu nè, upekkha là xả nè, sahagata là câu hữu, tức là joy arises in all times of consciousness excluding those accompanied by displeasure and indifference, equanimity, body consciousness and the fourth sana consciousness. Thì khởi lên trong tất cả các loài tâm ngoài trừ những tâm câu hữu với ưu và xả. Rồi đến là thân thức. Bởi vì sao? Thân thức á, là nó chỉ có cảm thọ lạc hoặc là thọ khổ thuộc về thân thôi. Trong không thì trong khi hỷ á, là cảm thọ thuộc về tâm. Cho nên là nó phải trừ thân thức ra. And the fourth sana consciousness, và ngoài trừ luôn cả tử thiền. Bởi vì trong tử thiền là đã bỏ hỷ rồi.
Quán thiền thì còn hiện cái quá tử thiền là bỏ hỷ rồi. Vì vậy con số ở đây này là một trăm, có phải là 121 tâm. Mà trừ đi đầu tiên là hai tâm thọ ưu, là hai tâm sân. Rồi cộng với là bao nhiêu tâm thọ xả, là 55 tâm. Cộng với 55 tâm tức là sao? Vì sao mà 55 tâm? Là trừ đi còn hai tâm thọ hỷ ha, trừ đi hai tâm thọ hỷ và trừ đi là hai cộng với 55. 55 tâm là tâm là thọ xả đó. Bởi vì mình thấy cái tâm thọ xả nó cũng nhiều lắm á. Từ cho nên là họ tính ra là 55 ha. Bây giờ mình tính ở đâu ra 55 mà mình trừ đi những cái tâm thọ hỷ. À thì có bao nhiêu tâm thọ hỷ? Chỉ có là tám tâm tâm, tám tâm tham là có bốn tâm tham thọ hỷ thôi. Còn bốn tâm kia là thọ xả nè. Rồi trong hai tâm sân là tâm sân thì thọ ưu rồi nè, tâm si cũng thọ xả nè. Như vậy trong 12 tâm bất thiện thì có bốn tâm thọ hỷ thôi. Rồi trong các tâm dục giới cũng vậy, một nửa là thọ hỷ và một nửa là thọ xả. Thì như vậy trong 24 tâm đó thì có một nửa, thì còn lại là 12 tâm. À, hồi nãy là tâm bất thiện cũng có bốn. Bây giờ mà bên này mà tình hảo á là có 12 nữa là 16. Thấy không? Rồi bây giờ đó là các cái tâm sắc giới và tâm vô sắc. Năm tầng thiền ha, năm tầng thiền. Mà bây giờ trừ đi, trừ đi là sơ thiền có hỷ thôi. À, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền có hỷ. À, thì như vậy là những cái tâm đó thọ hỷ, còn lại những cái tâm kia là thọ xả. À, rồi cộng thêm 2, cộng thêm 11. 2 là gì? 2 cái thân thức, một thân thức thọ khổ và một thân thức thọ lạc. Rồi cộng thêm với là tử thiền. Tử thiền là cả thầy có 11 tâm tử thiền. Đúng không? 11 tâm tử thiền này. Tôi nói đó là 4 tâm tử thiền, 3 tâm tử thiền là ba tâm tự thiền là mình hồi nãy mình là tâm tâm thiền, tâm quả và tâm duy tác ha, cộng thêm 8 tâm siêu thể đó. Như vậy 11 121 mà trừ tất cả mấy cái đó là cộng lại là 60 không, thì còn lại là 51 tâm thì nó xuất hiện trong 51 tâm. Thì đây là cái mà cái tính cách của ví diệu pháp đó. Ví diệu pháp là chia chẽ, à chia chẽ nó rất là chặt chẽ. Thành ra là mỗi cái tâm sự nó xuất hiện bao nhiêu là tỉnh rất là kỹ như vậy luôn. Để như vậy là hỷ xuất hiện được trong 51 tâm. Trong một số 121 tâm thì đã có 51 tâm thọ hỷ là cũng gần một nửa rồi ha. Tiếp theo sau là hỷ là định dục ha. Chando. Chando ahetuka momoha vasita chite sulabhati. Ở đây mình có từ chando là dục á, tiếng Anh dịch là conation. Ahetuka là tâm vô nhân, rootless ha. Momoha là tâm si. Tâm si tiếng Anh dịch là delusion. Và labhati là được. Vì sao mà cái chữ labhati khi nào cũng hai chữ b vậy ha? Một chữ b phải là labhati. Rồi, bây giờ mình dịch đoạn này ha. À, mọi người đọc là mấy chữ này đi. Chando. Conation. Ahetuka. Ruthless. Momoha. Delusion. Labhati. Is found. Chuyện này là hồi nãy là tìm được đó, được tìm thấy đó. Và bây giờ mình trở lại mình dịch cái đoạn tiếng Việt nha, đoạn tiếng Anh ha. The nation arises in all times of consciousness. Dục nó sinh khởi trong tất cả các loài tâm. Excluding the ahetukas, loài trừ các cái tâm vô nhân. And the two modes of consciousness accompanied by delusion. Và hai dạng tâm câu hữu với si. Hai tâm si thì nó không có dục. À, và tâm vô nhân nó cũng không có dục. Tâm vô nhân thì hồi nãy là mình nói tới cái tâm gì mà nó hay xuất hiện hồi nãy đó.
Là, hồi nãy đã nhắc tới ngủ sống thức ha. Chỉ là ngủ sống thức mà ngủ sống thức nó cũng là tâm vô nhân. À, nhưng mà hồi nãy là các cái tâm trước, tâm sở trước khi chị nhắc tới ngủ sống thức thôi. Nhưng mà bây giờ đó tới cái tâm sở dục này á, là nó loại trừ tất cả các tâm vô nhân luôn. Thì mình có cái thấy là bao nhiêu tâm vô nhân? 18 tâm vô nhân. Trong đó là có 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện và 3 tâm duy tác vô nhân. Cộng ra là 18 tâm duy tác. Xin lỗi, tâm vô nhân. Cộng thêm vậy là hai tâm si. À, hai tâm si là tâm si hợp hoài nghi và tâm si hợp phóng dật. Như vậy 18 cộng 2 là 20 và 89 trừ 20 là còn 69 tâm. Như vậy 69 tâm là xuất hiện với tâm sở dục. Rồi tiếp theo. À, là xong cái bài kệ đó rồi, bài kệ số 3, cam 3 và 4. Rồi để coi thử, cũng hơi nhiều rồi ha. Để coi thử là mấy cái bài này. Có thể là mình dừng ngang đây đi. Cái một buổi mà học như vậy là nhiều quá. À, cũng đã 8 giờ rồi. Mình dừng lại đi. Để cho tiếp theo có thể quý vị có thể là có muốn hỏi cái gì đó trong cái phần này. Tức là mình đi qua là đi qua bộ bộ đầu tiên đó. Tức là hai bộ đầu tiên là tâm sở biến hành và tâm sở biệt cảnh. Mỗi tâm sở như vậy là xuất hiện được trong những tâm nào ha? Là mình dừng lại ngang đây. À, tới thị này tập tập tâm tử thẳng dạy, tâm tử thẳng dạy cần hỷ dục. Đó. Như vậy là mỗi tâm là có số lượng để đầy đủ hết. Bây giờ là tắt cái xe để quý vị đặt câu hỏi nha. Có ai nói là nhiều từ mới quá rồi à? Đúng rồi, hôm nay học tới hai bài, mấy bài kệ luôn. Mà bài mới mà vừa có từ Pali cả từ tiếng Anh nữa thì cũng là hơi nhiều đó. Nhưng mà quý vị cứ học đi, quý vị thấy là quý vị học một hồi rồi đó thì tự nhiên gặp toàn từ quen không à. Như bây giờ mấy cái bài mà hôm nay mà sư cô mà dạy cho quý vị thì sư cô thấy không có cái từ nào mới hết, đúng không? Thì chứng tỏ là vì mình học qua rồi thì bây giờ mình sẽ thấy rất là quen thuộc. À, phải học chứ, học phải làm quen. Quý vị thấy là học ví dụ Pháp, học Pali thì gọi là Mula Bhasa, là ngôn ngữ gốc của Đức Phật luôn. Mà mình may mắn là mình học mà mình có được thuật ngữ, có được chí pháp, được giải thích rõ ràng. Chỉ cần bây giờ có chịu học hay không thôi đó. Mà quý vị thấy những cái bài bài những bài kệ đó, khi mà mình chưa có được quý vị đưa cho quý vị cái bài kệ tiếng Pali đó là quý vị của luôn đúng không? Bây giờ trình lộ dạy lại cái bài xe lại cái bài kệ cho quý vị coi này, bài kệ đầu tiên này. Chương 2. Mình trở lưu lại cái bài kệ đầu tiên ha. Rồi đây. Te sang chitta viyutta năng yatha yoga mito parang chitta padesu pache kang sampayogo pavuchati satta sabbata yuchandi yatha yogang pakinaka chuddasa kusa le seva so pha ne seva so bhana. Đó, bây giờ mình nhìn là mình có thể dịch được rồi. Đúng không? À, ở đây có người hỏi đó vì sao có lúc lại 89 tâm trừ ra mà có lúc lại 121 tâm trừ ra. À, cái này ấy là cái cách tính này đó thì nó cũng là đúng ra mình sẽ nên lấy 121 đi. Bởi vì ấy, là cái 121 á thì nó mới đồng đều nhau. Thì mình mới tính được là mỗi tâm nó xuất hiện trong bao nhiêu tâm. Thì phần lớn là tính 121 hết đó, nhưng mà không hiểu sao hồi nãy là lấy 89. Thế quý vị thấy là phần lớn tại 101 có, bởi vì mình tính là khi mà mình tới 11 tâm siêu 11 tâm sơ thiền. 11 tâm sơ thiền mà nếu như mà mình mà tính là 89 tâm thì không thể nào mà có được 11 tâm sơ thiền cả. Bởi khi mình tính 89 tâm là bốn đào bốn quả thì đâu có tâm sơ thiền trong tâm đào tâm quả đâu. Cho nên ở đây thì cái cách tính của người ta đó là khi nào mà tới nói tới các cái tâm thiền thì á, mày tính ra là 80, 121
Còn khi mà không có nhắc tới các tâm thiền một cách riêng rẽ đó, thì tỉnh chung chung như vậy thì tỉnh tạm mới chín tâm. Nhưng mà cái cách mà khi thì tâm tầm tên tầm chín trừ, mà khi mà đem 121 tâm mà trừ ra đó, thì mình thấy ra nó đúng đúng là nó không có thống nhất. Mình nên lấy cái hệ số chung thôi. À, khi lấy 101 thì nên lấy 101 từ đầu tới cuối. À, nhưng mà vì đấy thì trong sách người ta viết sao bây giờ mình đọc vậy thôi ha. Chứ bây giờ mình đó là chắc là vì khi mà không tỉnh cả tân thiên tỉnh thì 89 cho nó gòn đấy. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Anh như không có ai hỏi nữa ha, để tắt xe rồi đó, tắt xe thì coi thì nó không đâu đâu có ai đưa tay hỏi không. À, thôi nếu mà không có ai hỏi thì mình nghỉ sớm, chứ bây giờ mà mình học nhiều quá các bạn nhớ không nổi. À, thôi thì mình nghỉ hôm nay mình nghỉ sớm cũng được, ngày mai 4 giờ sáng là sẽ có phải đi đi dạy rồi đó, đi dạy rồi vô học là 7 giờ kém 15. Mà mình đi là đi xe là 2 tiếng rưỡi từ chùa mình mà đi về dưới học viện dưới lên bên xuống ở bên cạnh á là đi 100 cây số, đi 2 tiếng rưỡi. À, cho nên là sinh viên mà đi học thì chỉ đi còn 5 phút là ra tới lớp học, mà giảng viên mà đi dạy là phải đi đi là 7 giờ kém 15 vô dạy là 4 giờ sáng phải đi rồi. Cho nên là sáng mai 4 giờ sáng đi dạy, rồi dạy sáng dạy dạy 2 buổi xong rồi à. À, dạy hai buổi xong chiều mai đi về chùa lại. À, rồi xong là sẵn từ chủ nhật phải dạy bù cho cái lớp Phật Phật Đàm online rồi đó, công nhận máu ghê á, mới cái lớp Phật Đàm thứ bảy rồi, ngày mai thứ bảy lại rồi, thì nói là thời gian quá nhanh rồi. Thôi giờ xin là đại chúng chắp tay để mình hồi hướng nha. Y đàng nô nha thi nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đàng nô nha thi nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đàng nô nha thi nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đàng vát ta me buôn nha sava kaya và hô tu sa tu sa tu. Xin chào mọi người.